kết thúc đền ông Hoàng Mười. Bây giờ đi đền nào đi? Cô Chín. Đền Cô Chín à? Nhưng Cô Chín không thích phải ở đây đâu. Đền xe ăn rồi, đền xe thôi. Miễn phí mà. Có gì ạ? Đắp mấy cái. Móp đắp không phải. Móp vừa vừa thôi, mà không có 40 nghìn, 50 nghìn. Vừa vừa thôi. Bây giờ tiến về đền Cô Chín nhá. Mới sáng sớm mà nó đông. Nghệ An sáng sớm tinh mơ. Đường hoa chẳng hoa chỉ thôn. Bây giờ nó nói thì tôi đi vào cái đền nào. Ở đây dân cư rất là thưa thớt, không có người ạ. Bến xe khách miền Trung. Bến xe khách này toàn thế để xe tải không tê lơ thôi. Lần đầu tiên đặt chân đến đất Nghệ An. Đường sóc lắm. Mẹ thôi mày. Nghe mày nào thông tin. Họ mang tay họ đợi mày. Đi xa cho con đi làm gì. Vào trong cái quy loại ngoại chỗ đấy có quán vào mà giải quyết vào vẫn được cháu gì mà ăn được. Đúng rồi, vào đi giải quyết được. Sao tao mày đi lưa trước đầu tao cho rất rất đầu tao đầu nó vào một rồi rồi cái mày là sao lựa đằng cái bên hông này bớt lên trên đỉnh đầu người ta tao biết đi tư gì nhớ cho mày nó rõ là đầu người ta không. Quang cảnh rất Nghệ An. Lần sau xem mày có thích đi nữa không? Biến luôn. Hành trình về quê bác. Thank you.
ngã tư đường đi vào quê Bắc. Hai con công này giống nhau thế. Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính chào quý khách. Nhà máy bia Sài Gòn, Sông Lam. Đây quá là cháo này. Bún này. Nếu là cây thì vào trong kia ngồi nó đàng hoàng. Đâu? Có trong kia, có chỗ mà. Thế đi vào trong kia đi. Chỗ này có chỗ. Nó chỗ nào rộng rãi. Có hẳn cái bãi sân của quê ngoại ấy, có rộng rãi không? Tôi cứ ngồi đàng hoàng anh ạ, ngồi quán nào đó đàng hoàng ngăn mình muốn anh ạ. Quán thì mà bây giờ phải ít, quán ít người cơ mình vào. Đi anh để quán này ít người vào. Ở đấy nó mới đông người mình không có vào. Người đi. Quán này đi đi. Đó, chào để quán nó cứ sôi này.
nấu canh mì tôm này. Cháo canh mì tôm. Vào đây. Con này là thiếu chua rồi. Đi đơn, đi đơn. Bún đi không? Con xôi. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Lam Đàn quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn kiểu mẫu như là huyện Lam Đàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.